Xin chào anh em nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Đội, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0905 958889. Hôm nay thì mình cho lên sàn con Honda CB150 vừa ra, đăng ký năm 2019, tháng 11 năm 2019, biển Hà Nội 29D2 36395. Thì con này có một cái đặc biệt là nó là con xe mình sử dụng, thế cho nên là mình đã lên đồ khá là chi tiết và cẩn thận. Xe thì mới đi được có 7.000 cây thôi, hơn 7.000 cây một chút. Đây, hai chìa khóa zin là vẫn còn nhé, một chìa khóa zin là chưa sử dụng này. Đây, số cây số đây 7.098 cây số nhé. Thì nói giới thiệu một chút là xe này thì là nó chính xác là con xe của mình đã đang sử dụng đấy ạ, và bây giờ cái nhu cầu sử dụng nó không còn thì mình cho nó lên sàn. Thì đầu tiên là mình đã lên những cái thanh rằng tay lái này. Đây, thanh rằng tay lái này, cái giá để điện thoại này, cái kính chắn gió phía trước này, đèn tun nhá, đèn tun một đôi đèn tun luôn, đôi đèn led tun xịn luôn nhá, led tun 4 nhân và là nhân xanh đời mới nhá, tun đời mới chống đổ này, ba ga ghi vi và thùng ghi vi 36 lít này. Đây, thùng ba ghi vi 36 lít nhá. Kèm theo nữa thì là lốp sau là lốp Michelin Pilot Street rồi. Và mình thay bộ nhông xích của xe Honda Winner đời đời mới bây giờ. Thế cho nên là chạy rất là thích. Đấy là những cái điểm đặc biệt của xe. Ngoài ra thêm mấy cái miếng dán miếng riếc này nữa thì là gọi là mình không tính vào đó. Đấy. Thế thì xe chạy chỉ có 7.000 cây thôi. Và nó cực kỳ là mới. Màu đen sần là màu đắt nhất của xe này rồi. Thì như các bạn biết đấy, màu đen sần nó là màu đắt rồi. Đấy, và đây tất cả các cái chi tiết của xe thì xe của mình sử dụng nó rất là kỹ, tất cả các chi tiết của xe nó cực kỳ đẹp, quá đẹp luôn. Hình thức cho đến chất lượng xe thì các bạn không cần phải nói nhiều, mình cam kết với các bạn là nó đẹp 99% luôn. Đây, bên tay phải của tay phanh đây, cổ phốt các thứ là mình đã xe có thay, mình mới thay cái dầu Motul 300V nhá. Motul 300V là 460.000 một lít và mình mới thay chạy có 100 km thôi. Đây, gác đờ bu đằng trước này. Và những cái đĩa phanh đây, mình quay cận cảnh cái đĩa phanh cho các bác xem luôn này. Chuẩn 7.000 cây nhá, không sai một cây số nào luôn. Lốp đằng trước thì vẫn là lốp zin này. Vành bánh đẹp, không có cái gì để chê trách cả. Pha đây, hai xi nhan zin, nói chung là xi nhan thì cũng vẫn để zin, không có cái gì thay đổi. Cái pad biển số của bên Indo thì vẫn để nguyên đây. Đấy. Ốc trục đây. Lốp 7.000 cây đây nhá, lốp zin phía trước này. Vành bánh thì đẹp luôn này. Đây, cục máy phía đằng trước này. Các bạn có thể nhìn đây. Cái ống bô. Đấy, cổ bô của nó đen xì như thế. Cục máy thì quá đẹp rồi. Máy của CB Verza thì nói sự thực sự là các bạn đi phố hay là các bạn đi phượt nhẹ hoặc là đi off-road nhẹ thì nó là cực kỳ tuyệt vời luôn. Nó thừa lực luôn đấy các bạn. Nếu như có những bạn nào về có thể thay nhông sau to lên. Mình đang để 14 48 thì nếu như các bạn nào thay nhông 51 thì nó chạy chạy mượt mà cực kỳ luôn, còn đây là nó chạy cực kỳ là bốc. Đấy, có thêm cả cần đạp nhá. Đây. Mới tuyệt đối luôn cho các bạn xem luôn. Để chân này, cần phanh. Chi tiết con xe này thì với cả cái số tiền mà mua mới để đăng ký mới ra biển Hà Nội, nó rơi vào khoảng độ 59 triệu. Thì nó trong cái phân khúc 150 này chắc là khó con có con xe nào mà dáng next buy mà được được cái tính năng và công năng vận hành được như con này. Đấy. Nó chỉ có một chút là cái nước sơn của cái càng này không được tốt lắm, cho nên là nó hay bị mất cái lớp bóng ở phía trên ở phía trong này này, cái lớp bóng nó bị mất thế thôi, còn đâu là nó rất là ngon. Để chân sau này thụt thò thì cực kỳ êm ái, êm tuyệt đối luôn. Bô lực, bô thì bô zin nhưng mà cái ấy đằng sau đây này, cái đường ra nó to nên nó rất là lực.
nghe tiếng rất là phấn khích, chạy phấn khích lắm. Đây lốp thì nó mình mới thay, nó chạy có 100 cây số thôi, nhông xích cũng mới thay chạy 100 cây số. Ốc đằng sau 3 ga và giá ghi vi đây chứ, cho các bạn xem này. Đèn sau này, phía trên này, đây mình quay phía trên này, cần số tay lái. Cái nắp bình xăng của cái xe này đẹp thật, phải nói là rất đẹp và chắc chắn, rất đẹp và chắc chắn luôn. Yên xe dài, ngồi thoải mái, dáng ngồi đứng, chạy đường xa rất là nhẹ nhàng, không bị mỏi. Và yên cũng khá là ok, hơi cứng một chút nhá. Yên của xe này mình cảm giác là ngồi hơi cứng một chút. Các bạn nào thích thì có thể chêm cái yên mềm vào. Đấy. Phía bên này. Đấy các bạn nhìn. Mọi thứ nó đều, đấy, tem tiếp vẫn còn nguyên này. Mọi thứ nó đều là nguyên bản của xe nhé, không có cái gì là không nguyên bản. Nó đẹp. Thực sự là với cả cái tầm tiền của chiếc xe này thì chắc là khó có chiếc xe nào mà có cái tầm tiền mà để có giá trị sử dụng được như chiếc xe này. Đấy. Để chân đây, cần số này, bên này này, cái bưởng điện nhá, không xước một vết luôn. Tất cả những cái vạch sơn của nhà sản xuất là nó còn nguyên zin luôn. Mình làm cái chống đổ rất là cẩn thận và chắc chắn, mình không cho nó quá thò ra ngoài mà mình chỉ để vừa phải thế này thôi. Đấy, thế thì nó sẽ gọn gàng và nó không bị tòe ra, để cái đèn nó bắt ở đây nó rất là thoải mái. Các bạn có thể là bắn cái đèn ra xa mà nó không bị chóa vào mắt người khác đâu ạ. Mình đã chỉnh cẩn thận rồi. Nắp máy sạch bong và bóng loáng luôn. Các con ốc nó là tuyệt đối nhá, nó là zin tuyệt đối. Xe là phun xăng điện tử rồi, thế nên là 100 km xe này chạy hết có 2 lít cho đến 2 lít 2 thôi nhá các bạn nhá. 2 lít cho đến 2 lít 2 xong. Trong tình trạng hiện tại là 30.000 một kia một lít xăng thì cái chỉ số tiêu hao nhiên liệu cũng khá là quan trọng đấy ạ. Đấy, bình xăng của nó thì là hình như là 9 lít hay 11 lít thì đấy mình cũng không nhớ rõ lắm, thực sự là mình không nhớ rõ cái thông số. Chiếc xe bây giờ đang rất là hoàn hảo, hoàn chỉnh luôn, để cho các bạn về là chạy thẳng luôn. Các bạn chạy hiện tại nhá, bạn nào mà lấy về là chạy hẳn 4.500-5.000 cây mới phải thay dầu. Bởi vì mình thay motor 300V. Con xe này nó chỉ có 150 thôi, nên cái lực máy nó không gắt gỏng lắm, cho nên các bạn chạy 5.000 cây số phải thay dầu ạ. Đấy, lọc gió mới thay rồi, lọc gió mình vừa mới thay mới rồi. Đấy. Thế thì chiếc xe này nếu như mà bạn nào mà muốn mua nó với tất cả các cái đồ trên xe như hiện tại, như hình, thì mình sẽ bán với giá bán là 47,5 triệu. Là chưa bao gồm chi phí sang tên với chi phí vận chuyển nhá. Còn nếu như bạn nào mà muốn mua chỉ xe zin thôi, là về zin tất cả hoàn toàn, chỉ có xe zin, mình tháo tất cả các đồ ra thì mình sẽ trừ cho các bạn 4 triệu, thế là sẽ còn là 43 triệu rưỡi. Đấy. Giá bán full đồ là 47 triệu rưỡi và giá bán với xe zin là 43 triệu rưỡi. Mình nói rõ ràng nhé, là khi mà về zin là tất cả các cái xe, tất cả đồ trên xe là về zin hoàn toàn, không còn giữ lại cái gì, chống đổ, đèn tun, thanh rằng tay lái, giá để điện thoại, ba ga và thùng ghi vi là mình sẽ tháo hết. Còn lại là cái lốp và cái bộ nhông xích thì là phải để đấy thôi. Đấy. Vâng, thế thì cũng rất là mong các bác nào có thiện chí để mua chiếc xe này thì đến qua cửa hàng để xem trực tiếp, hoặc là có thể xem thật sự cẩn thận trên cái video của mình, bởi vì video của mình bao giờ cũng rất là cẩn thận và chỉn chu từng chi tiết một. Và thứ nhất là rõ ràng về công khai về biển số, năm sản xuất, đời xe và giấy tờ xe, cũng như là chất lượng của xe, tất cả mọi thứ, kèm theo đó là cả giá cả. Thế cho nên là cũng kính mong các bác là xem thật hết cái video thì để cho nó đầy đủ thông tin. Sau đó thì các bác có thể bốc máy gọi số điện thoại 0905958889, đó là số điện thoại trực tiếp của mình, để mình tư vấn cụ thể thêm nhé. Vâng, thế mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.